Trái với nhận định lạc quan của cơ quan quản lý nhà nước, nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. Chuyên gia thị trường lúa gạo Nguyễn Đình Bích cho rằng những tháng tới, xuất khẩu gạo sẽ có xu hướng tăng, song khó có thể tăng mạnh. Vì sao lại như vậy? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Đình Bích để thấy rõ hơn bức tranh xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng cuối năm nay. Trước tiên xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho VTC16 ạ. Thưa chuyên gia, một vài ý kiến cho rằng là xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm tới đây của Việt Nam sẽ lại tăng mạnh. Vậy ý kiến của chuyên gia như thế nào ạ? Cái thứ nhất ấy là năm nay mặc dù nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới đạt kỷ lục gần 49 triệu tấn, thế nhưng mà thế giới lại được mùa lúa kỷ lục. Khi mà thế giới được mùa lúa kỷ lục như vậy ấy, thì không có lý do gì để giá gạo tăng đột biến cả. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là ở cái thị trường chủ của chúng ta ấy, là do được khuyến khích bởi những cái hợp đồng tập trung chúng ta ký được cuối năm ngoái và đầu năm nay, giá lúa gạo trong nước của chúng ta được đẩy lên cao. Và trong cái điều kiện đẩy lên cao như thế, đặc biệt là những cái tháng trong quý 2 ấy, thì thậm chí giá còn đẩy lên ngang bằng của Thái Lan, thậm chí cao hơn của Thái Lan. Tôi cho rằng với cái chất lượng gạo, phẩm chất gạo hạn chế như của chúng ta thì việc đẩy giá lên như thế sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các cái doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo. Như vậy có thể nói là chuyên gia vẫn giữ nguyên ý kiến như là dự báo ban đầu của mình, tức là xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm khó có thể tăng mạnh phải không ạ? Chúng ta biết rằng là xuất khẩu gạo của chúng ta từ đầu năm đến nay, tính đến hết tháng 7 thì trong khi chúng ta đã tăng được gần 500.000 tấn. Trong đó thì ba cái thị trường châu Á chủ yếu của chúng ta gồm Indonesia, Philippines và Malaysia, chúng ta tăng được 1 triệu tấn. Thì riêng cái thị trường Trung Quốc lại giảm gần 500.000 tấn, cho nên nó kéo cái tổng mức tăng của chúng ta chỉ khoảng 500.000 tấn thôi. Trong đó thì những diễn biến ở thị trường Trung Quốc theo tôi là trong những tháng tới tiếp tục khó khăn. Trước hết xét về cơ cấu mặt hàng thì chúng ta có thể thấy rằng là cái xuất khẩu gạo nếp của chúng ta theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ấy, tính đến hết tháng 5 thì bình quân mỗi tháng chúng ta chỉ xuất khẩu được 100.000 tấn thôi, giảm khá mạnh so với cùng kỳ. Như vậy ấy, tổng khối lượng gạo nếp xuất khẩu của chúng ta mới chỉ đạt 600.000 tấn. Cho nên nếu như sản lượng gạo nếp của chúng ta mà đáp ứng cái nhu cầu nhập khẩu giống như năm 2017, 1,4 triệu tấn, thì còn khoảng 800.000 tấn gạo nếp nữa, chúng ta rất bí đầu ra. Bởi như cái số liệu thống kê cho thấy thì tuyệt đại bộ phận gạo nếp của chúng ta là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Vậy theo chuyên gia, chúng ta cần phải làm gì để có thể đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong những tháng tới đây ạ? Có lẽ việc mà kéo giá gạo xuống để mà lôi kéo bạn hàng là điều hoàn toàn phải tính tới. Bởi lẽ khi khối lượng gạo cần xuất khẩu tăng mạnh mà chúng ta chưa xuất khẩu được như mong muốn thì những cái thời gian tiếp theo là cái thời gian mà chúng ta phải kéo giá mạnh xuống để thu hút khách hàng. Bởi lẽ các cái doanh nghiệp của chúng ta không có đủ tiềm lực kinh tế để giữ cái tồn kho gạo lớn trong một cái thời gian dài. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Chiều giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được. Giờ biết kêu ai? Giờ chỉ tự mình làm, mình chịu gì? Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC 16.